Hãy cùng đứng chung với thống đốc Newsom đã và tiếp tục đấu tranh ủng hộ cho những người thuê nhà, tăng trợ cấp tiền thất nghiệp và bảo vệ những người lao động có lợi tức thấp, y tế cho người dân, công bằng cho mọi sắc tộc, bao gồm cả người nhập cư. Những người đứng sau và đòi hỏi bãi nhiệm thống đốc Newsom muốn có một California rất khác. Những người thúc đẩy bãi nhiệm thống đốc Newsom cũng chính là những người muốn quay ngược kim đồng hồ về quyền con người, phủ nhận biến đổi khí hậu môi trường và đặt lợi nhuận khổng lồ vào tay các tỷ phú doanh nghiệp lên trên hạnh phúc của những người như bạn và tôi. Nhưng họ sẽ có cơ hội nếu chúng ta không bỏ phiếu. Thật dễ dàng và an toàn để bỏ phiếu no qua thư trước ngày 14 tháng 9. Hãy cùng nhau bỏ phiếu no vào hoặc trước ngày 14 tháng 9. Sự tiến bộ của chúng ta phụ thuộc vào phiếu bầu của bạn. Hãy bỏ phiếu no.